Thưa quý vị, thi thể cuối cùng trong số 22 người bị vùi lấp do lở núi ở đoàn kinh tế quốc phòng 337, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã được tìm thấy vào lúc 14 giờ 30 phút chiều hôm nay. Ngay sau khi tìm thấy thi thể cán bộ chiến sĩ, Tổng cục Chính trị và Quân khu 4 tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, đồng thời nhanh chóng đưa thi thể cán bộ chiến sĩ về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Thân nhân các nạn nhân được lệnh rời đi sau khi 10 chuyến xe chở các thi thể được tìm thấy rời hiện trường. Sáng cùng ngày, sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã thông xe tạm thời đường vào điểm sạt lở ở thôn Cợp để một số xe cứu thương và xe làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường. Mưa lớn kéo dài đã khiến nước lũ tại Quảng Bình lên cao, làm ngập hàng trăm ngàn nhà dân. Nước dâng cao ngang mái nhà, người dân phải trèo lên nóc nhà để chờ ứng cứu. Việc sơ tán người dân khẩn cấp đang là nhiệm vụ trọng tâm lúc này. Nước dâng cao lịch sử hơn đỉnh lũ của năm 1979 cả mét, khiến hàng nghìn nhà dân ở các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy bị ngập nặng. Dù đã sống quen với lũ, hay nói cách khác là đã chấp nhận sống chung với lũ, nhưng với việc nước lũ đổ về nhanh, khiến người dân nơi đây đã trở tay không kịp. Đoàn chúng tôi tiếp tục ứng cứu ở cái vùng thôn Mỹ Phước của xã Phong Thủy. Đây là cái vùng trũng thấp nhất và hiện nay chúng tôi đang còn tiếp tục ứng cứu rất là nhiều, có nhiều hộ gia đình, có những hộ gia đình có những hoàn cảnh rất là khó khăn, neo đơn. Trong đó có những cái trường hợp mà là bị tai biến, rồi mới sinh con mới một tháng, chúng tôi đã cấp cứu là an toàn. Từ sáng tới giờ thì chúng tôi đã di chuyển gần 50 người lên trụ sở Ủy ban nhân xã đảm bảo an toàn cho bà con. Cơ bản thì đầu tiên thì chúng tôi di chuyển người già, trẻ em và phụ nữ lên trước. Vùng lũ mất điện, người dân mất liên lạc do không có điện để sạc điện thoại. Trước khi hết pin, họ phải gọi cho người thân ở xa lên mạng tìm lực lượng cứu giúp. Trong đêm tối, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vượt nước lũ, tìm cách tiếp cận với các gia đình bị ngập sâu, đưa người dân về nơi an toàn. Đây là lũ to nhất rồi đó. Là coi như mấy, coi như cách đây có mấy năm là chỉ có vô này là thử thôi, mà năm thì vô đóng tay khoảng 1,5 mét. Tôi đang được hôm qua, chứ có bao giờ là thấy là cái cảnh lụt rồi là ngập lụt mà nặng nề như ngày hôm nay. Theo người dân, sau hơn 40 năm, đây cũng được xem là cơn hồng thủy lịch sử của miền Trung. Chưa bao giờ sinh mạng của hàng nghìn người dân vùng lũ Quảng Bình lại mong manh đến vậy. Mưa lớn kéo dài cùng với việc xả lũ của các nhà máy thủy điện, hồ chứa thủy lợi đã khiến cho nhiều huyện tại tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu. Nước lũ lên nhanh, phương tiện hạn chế khiến công tác ứng phó tại các địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Hiện vẫn còn nhiều nơi xung yếu chưa được sơ tán dân. Ghi nhận của phóng viên VTC tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Từ 5 giờ chiều ngày 18 tháng 10, nước lũ bắt đầu tràn vào cửa hàng đồ điện của anh Nguyễn Xuân Cường. Người ít kèm với tâm lý chủ quan nên gia đình anh Cường chỉ kê hàng hóa lên. Tuy nhiên sáng nay, cả cửa hàng đã chìm trong biển nước, thiệt hại lên đến cả 100 triệu đồng. Ứng phó là bằng cách là kê dân ấy. Nhưng mà đến lúc hiện tại đến bây giờ là nước lên quá to, nên là không thể là kê được nữa. Thuộc hạ lưu hồ Kẻ Gỗ, từ đêm qua, cả thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã chìm trong biển nước. Có những nơi đã ngập sâu đến 2 mét. Nước lũ lên nhanh khiến người dân chỉ kịp sơ tán người đến nơi an toàn, còn đồ đạc đa phần bị nhấn chìm. Chiều qua 5 giờ là chị về là trong nhà thì được 7 tấn lỗ gậy, là để khoảng đó là chụp kịp, chụp được mấy bi là lấy đến cáo, lớn là lật hết cả. Tết tủ lạnh mới ra thì là cũng có đôi cứu trợ của nửa kế rồi, mà giờ cũng lụt hết trơn cả, không có gì cả. Thì nhà gặp bố đó, nhưng mà trôi như cửa mà đi uống đồng, khi nó bực quá nó đồng, uống đồng nè, thì không biết cũng có gì ở nhà nữa không. 9 giờ sáng hôm qua tới giờ là bọn tôi suốt đêm, anh em cứu hộ toàn bộ đội đấy là suốt đêm. Cứu hộ ở người ở xung quanh gần đấy, ai gọi đâu bọn tôi đi được. Khó không đi được thì thôi, còn dễ dễ mà đi được cái thuyền này mà đi được bọn tôi được. Thực ra là đi cái thuyền này cũng rất nguy hiểm. Nhưng mà vì nói thật anh em, mặc dù con người là trên hết, thì bọn tôi cũng tập trung mọi nguồn lực. Toàn bộ anh em trong thôn, trong tổ dân phố đấy, đã tập trung mọi nguồn lực để cứu người.
đặc biệt là người già, trẻ em. Còn nữa những người mà còn có khả năng tự lo được thì bọn tôi đang để lại đây cái đó. Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang xảy ra ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là các huyện hạ du hồ Kẻ Gỗ như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh. Riêng huyện Cẩm Xuyên có 150 thôn trên 19 xã thị trấn ngập úng. Trong đó, các xã vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ gồm Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Thạch, Cẩm Quan bị ngập sâu, cô lập. Đến nay là phương án ứng cứu là như vậy, đến nay là diện rộng, nhưng mà phương tiện thì phải nói rằng là rất khó khăn. Được như vậy là tỉnh đây vẫn có 4 triệu đồng, nhưng mà vì anh thấy đấy, mực nước lên rất nhanh và tất cả các vấn đề đều chưa cách, cho nên là các phương tiện, các vấn đề ứng cứu như vậy mặc dù rất cố gắng, nhưng mà cũng không thể là đáp ứng được cái diện rộng này. Hiện nay, hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với mức 900 mét khối một giây và dự kiến còn tăng lên, có khả năng phải sử dụng phương án phá tràn sự cố trong 24 giờ tới nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh cho các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh khẩn trương sơ tán 14.983 hộ dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ đến nơi an toàn. Do hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với mức 900 mét khối trên giây và dự kiến còn tăng thêm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã lệnh sơ tán hơn 46.000 hộ dân nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du. Tại các cơ sở y tế, do mất điện, mất nước, hàng loạt bệnh nhân và y bác sĩ lâm vào cảnh thiếu đói. Những ca bệnh nặng rất khó để xử lý. Kính thưa quý vị các bạn, đây được xem là trận lụt lịch sử đối với huyện Cẩm Xuyên cũng như tỉnh Hà Tĩnh. So với đỉnh lũ năm 2010 thì đỉnh lũ năm nay đã cao hơn khoảng trên 60 cm. Chính vì vậy ngay cả thị trấn Cẩm Xuyên, một trong địa điểm khá là cao ráo, cũng bị ngập sâu. Hiện tại tôi đang có mặt tại bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên, nơi đang điều trị hơn 100 bệnh nhân. Tuy nhiên rằng hiện tại bệnh viện này đã ngập ở tầng 1 và tất cả bệnh nhân đã di chuyển đến tầng 2. Hiện tại công tác mà để khám chữa bệnh cũng như đưa bệnh nhân nặng đi cấp cứu ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Nam bệnh nhân này nhập viện vào trưa qua do rắn cắn. Bệnh nhân được sơ cứu nhưng không có phương tiện để đưa lên tuyến trên điều trị. Quá lo lắng, chiều nay người nhà đã buộc phải thuê xe tải để đưa bệnh nhân ra bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Trường hợp này thì nghĩ rắn độc cắn, nhưng vì không có phương tiện thì chúng tôi là phải đưa bệnh nhân vào đấy cấp cứu tạm thời. Sau đó gia đình họ thuê được xe tải thì họ chuyển bệnh nhân ra tuyến trên. Vì ở đây mình không có cái huyết thanh kháng độc tố vân vân. Còn với khoảng 200 bệnh nhân và y bác sĩ tại bệnh viện sau một ngày bị cô lập thì đây mới là bữa ăn đầu tiên của mọi người. Sau khi nước tràn vào tầng 1 tối qua, bệnh viện đã tiến hành di rời bệnh nhân và một số máy móc quan trọng lên tầng 2. Tuy nhiên, việc mất điện, mất nước khiến công tác khám chữa bệnh hoạt động ở trạng thái duy trì. Những ca bệnh nặng rất khó để xử lý. Từ hôm qua đến giờ là khi nước lên có khi nước lên to quá là coi như nghe bác sĩ nói là phải di chuyển cả, thì coi như tập trung là đô lê di chuyển lên đấy, thì đấy cái nói chung là khi sáng khi đêm dính có mảnh chứ cả. Khó khăn lớn nhất hiện nay là bây giờ mất điện và mất nước. Thứ hai là được lũ dâng rất cao, cho nên kể cả bà con và cán bộ nhân viên bệnh viện đi lại rất khó khăn. Tất cả hoạt động của bệnh viện đều diễn ra trên tầng 2, còn toàn bộ tầng 1 là hầu như là không hoạt động được. Vì không có điện, cho nên là tất cả các cái máy móc thiết bị là không hoạt động được. Và đó là một trong những khó khăn rất lớn để bệnh viện hoạt động. Nhằm đảm bảo cho việc hoạt động của bệnh viện cũng như sức khỏe của các bệnh nhân, Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã giao cho Hội Phụ nữ huyện nấu cơm, tiếp ứng cho bệnh viện. Hiện nay chiều cường đang lên, mọi công tác ứng cứu trên địa bàn cũng đang rất khó khăn. Thiên tai mưa lũ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong tháng 10 và tháng 11 tới. Nguy cơ lũ chồng lũ vào cuối năm nay. Đó là thông tin được ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ cùng VTC trong ngày hôm nay. Chúng tôi dự báo là số khu vực mắc lũ vượt mức lũ lịch sử so với các giai đoạn năm lũ lớn như năm 1999 hay là 1979, chủ yếu là do cái lượng mưa là rất là lớn, liên tục chịu ảnh hưởng của hai cơn bão và một áp thấp nhiệt đới, sau đó lại có cả không khí lạnh. Đấy, cho nên là kết hợp thêm với địa hình ở khu vực miền Trung là núi chắn gió, cho nên là toàn bộ cái mưa lớn dồn hết vào khu vực Trung Trung Bộ thời điểm giữa tháng 7. Trong các cái bản tin dự báo mùa của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã trao đổi và đưa ra thông tin nhận định là năm nay là mùa bão sẽ dồn dập vào cuối năm.
Giờ không khí lạnh thì hoạt động sớm, chính vì thế cho nên là khu vực Trung Trung Bộ sẽ là trọng điểm của mưa lũ trong tháng 10 và tháng 11. Là tháng 10 và tháng 11 sẽ là cái thời gian mà mưa lũ cực kỳ là phức tạp. Sáng ngày hôm nay thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia đã phát đi cái tin về cơn áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, tức là nằm ở phần phía đông của Philippines, và nhiều khả năng là cơn áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão, cũng không loại trừ là sẽ lại tiếp tục hướng về miền Trung. Khu vực miền Trung thì có thể sẽ giảm mưa được trong thời gian từ khoảng đêm ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 10. Sau đấy từ khoảng đêm ngày 24 thì lại mưa trở lại do ảnh hưởng của cơn áp thấp nhiệt đới này và có cả thêm là không khí lạnh. Miền Trung khả năng là cuối tháng từ khoảng ngày 24 lại có cái mưa trở lại. Những ngày này, người dân cả nước đều đang hướng về khúc ruột miền Trung để chia sẻ đau thương mất mát. Bằng những hành động thiết thực, nhân dân cả nước đã luôn sát cánh với đồng bào miền Trung lúc thiên tai hoạn nạn. Lũ rồi cũng sẽ rút, nhưng biết bao sĩ quan chiến sĩ đã hy sinh, biết bao người dân đã không còn, tài sản của người dân cũng đã trôi theo dòng nước. Để cứu trợ đồng bào vùng lũ trong lúc nguy nan, chính phủ, các bộ ban ngành và nhiều nhóm thiện nguyện, các nghệ sĩ đã phát động phong trào hướng về vùng lũ với những đóng góp giá trị hàng trăm tỷ đồng. Nhưng sau khi lũ rút sẽ còn rất nhiều việc cần đến sự chung tay của người dân cả nước, những hỗ trợ mang tính lâu dài để người dân miền Trung có thể sớm khôi phục sản xuất, gây dựng lại cuộc sống sinh hoạt bình thường sau lũ.